Hello, xin chào tất cả các bác nhà mình. Trước màn hình các bác các anh em, đây là một cái giò mít su táo xanh rất là đẹp. Một cái dòng mít hoa rất là đẹp. Và cái dòng mít này thực sự là thân lá nó rất là đỉnh điểm, rất là phê luôn. Lá của nó rất là tròn chỉnh các bác các anh em ạ. Đó. Nhưng mà cái giò này lá của nó chưa tròn, bởi vì các bác biết không, nó treo ở trong mái tôn, nó không đủ nắng, đủ ánh sáng, thành ra là lá nó chưa tròn. Nhưng nếu đủ nắng, đủ gió của nó là tròn cực kỳ luôn, rất là đẹp luôn. Như cái giò trên hình là các bác đã nhìn thấy rồi. Đó. Thì cái giò mít su táo xanh này thì chơi hay về đẹp cả thân lá và hoa. Hiện tại thì nó cũng đang rất hot trên thị trường. Thì cái giò này gồm có 1, 2, 3, 4 thân. 4 thân các bác anh em rồi nhé. Đó. Rất đẹp. 4 thân. Chưa hay bề đẹp. Thân già còn rất nhiều. Đó. Về các bác có thể cắt ra. Cắt luôn từ bây giờ và để ra riêng là các bác làm kỳ. Đó. Một cái kỳ mít su táo xanh của nó đã là vài trăm nghìn rồi. Thì đây là một cái giò nái su táo xanh. Chơi hay bề đẹp. Chơi cái này thì các bác được ngắm thân lá quanh năm, ngày tháng. Sau đó các bác ngắm hoa. Đó, rất là đẹp, cực kỳ phê luôn. Thì cái giò này chia sẻ luôn cho các bác là mình là 3 triệu đồng. Hàng này rất là hot. Trên thị trường cũng có rất là nhiều. Đó, những cái giống này của nó, kỳ của nó cũng rất là đắt. Vài trăm nghìn một kỳ. Đó, thì chia sẻ cho các bác nhà mình cái giò mít su táo xanh này là 3 triệu đồng cho các bác sưu tầm. Rất đẹp luôn. Tiếp theo thì chia sẻ một số mặt hàng cho các bác sưu tầm ngày hôm nay. Như trước màn hình các bác anh em mình đây thì là có 3 đơn bầu ngọc trinh. Một cái đơn rất là, cái bông rất là đẹp. Và cái hàng này là hàng mang tính chất sưu tầm. Có nhiều bác bảo sao những cái bông tím rồi nó bây giờ nó lại rẻ hơn cánh trắng rất nhiều. Thực ra là những cánh trắng bây giờ là nó chơi thuộc là nó nhiều tiền một thời quá, nó ảo ảnh quá. Nên là thành ra là bây giờ nó cũng rớt giá mạnh rồi, rất mạnh. Đấy, thời điểm này các bác có thể mua được. Bây giờ trở về cái vấn đề chính là chia sẻ cho các bác nhà mình là 3 đơn bầu ngọc trinh, mặt bông rất là đẹp, rất phê luôn. Chia sẻ yêu thương thôi cho bác sưu tầm. Thì đây là đơn số 1, chia sẻ cho các bác nhà mình là 200, gồm có 2 kỳ. Về các bác cứ việc đặt vào chậu trồng, dễ khỏe nhé. Bầu ngọc trinh mặt bông rất xuất sắc. Đơn số 2 thì nó cũng là 2 kỳ. Kỳ nhỏ này là 3. Về các bác cắt cái kỳ này ra, các bác trồng như này, cũng là 200. Đó. Và đơn số 3 này cũng là 200. Bầu ngọc trinh. Đấy là nhấn mạnh các bác như vậy cho các bác sưu tầm. Tiếp tục là có một cái chậu hồng tiên sa, hôm nay là để cho các bác nhà mình cái giá là 200. À xin lỗi, 100 nghìn. Về cho các bác chơi. Có nhiều bác bảo ảo, giờ này vẫn còn mơ hồ. Thực ra thì em cũng không có mơ hồ gì cả. Em chỉ là người bán lan và cung cấp hoa lan cho ra thị trường, cho những người đam mê thật sự thôi. Em cũng chưa bán cây nào trên video này 100 triệu cả, hay vài chục triệu cả. Đó, chỉ là vài triệu quay đầu thôi, nên là nó cũng không có gì là ảo ảnh cả. Đó, hồng tiên sa nay để cho các bác mình 100 nghìn. Tiếp theo chia sẻ một cái chậu hồng thiên hoa đẹp. Cái dòng hồng thiên hoa này thì rất là ít sống. Hôm nay bán cho các bác mình cái giá là 800 nghìn cho các bác sưu tầm. Một chậu duy nhất. Tiếp nữa là tuyết đỉnh hồng, là một cái chậu nái rất đẹp, mắt ngủ còn rất nhiều. Dòng này mắt rất là to, thân của nó rất là to. Chia sẻ cho bác cái chậu này là 2.300.000 đồng cho bác sưu tầm. Tiếp tục là một cái tuyết đỉnh hồng, một kỳ khỏe đẹp, phải nói là khỏe đẹp các bác nhé. Đó, chia sẻ cho bác nhà mình cái kỳ này là 500. Bông tuyết đỉnh hồng rất đẹp.
Một cái hồng phù hoa thì là 150.000 cho bác sưu tầm. Một cái chậu thứ hai cũng là hồng phù hoa thắt ngọn rồi, chia sẻ cho các bác mình cái chậu này là 500. Rất là yêu thương, tình thương mến thương. Còn nói về chuyển sang là cái vấn đề năm cánh trắng thì đây là hai cái chậu năm trắng Kinh Bắc. Kinh Bắc thì nó không thể đẹp bằng Kinh Bắc 1 và nó rẻ hơn rất nhiều, thì chia sẻ cho bác mình là 300.000 một chậu. Chậu số 1, chậu số 2 đồng giá là 300. Còn Kinh Bắc 1 thì nó đắt rất nhiều, nó rất nhiều tiền. Đó, rất nhiều tiền. Gấp hàng nghìn lần những cái cây này. Đó. Thì còn ở đây là Long Khánh thì nó rụng lá rồi, bán vài triệu các bác quả đắt ảo. Thực ra nó mà không rụng lá thì những cây như thế này nó rất là nhiều tiền, toàn 5-7 triệu thôi. Nhưng nó rụng lá thì bán rẻ cho các bác, thì các bác bảo là đắt nọ kia. Nhưng mà các bác biết không, những cái mắt này là nó làm được rất là, cây này tối thiểu làm được 3 kỳ này. Bán cho các bác là giá yêu thương thôi, 2.500.000. Kỳ này là 2.800.000. Đó, Long Khánh. Tiếp đây thì có ba kỳ Long Khánh vừa tiền. Đây, cái kỳ này bán chưa có, bác bảo đi khỏe lấy thì hôm nay vẫn còn. Chưa thấy bác nói lại. Hôm nay bán cho các bác mình nhé, 800.000, khỏe đẹp rồi. Đó, kỳ số 1. Kỳ số 2 1.500.000. Không hề ảo chút nào nhé. Cây này lực đi khỏe nhé, mầm gốc sang năm sẽ khỏe. Đó, số 2 là 1.500.000. Đơn này chia sẻ 1.000.000 đồng, rất yêu thương. Đó. Tiếp theo là Đại Cát. Đại Cát thì ở đây có 2 chậu. Chậu này thì không tưới ẩm cho nó là nó hút nước này, nó khô, nó vàng lá này. Bây giờ bán cái chậu này 3.000.000 thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà thực sự nó rất đẹp. 3.000.000 là cái giá rất đẹp. Nó rụng lá, nó muốn rụng rồi, nhưng mà cái cây to này 3.000.000 là giá tuyệt vời. Còn cái kỳ này thì thắt ngọn rồi, bác nào lấy thì lấy 500 về lấy mầm gốc năm tới. Phải cát ít giống đẹp. Hoàng Khuyên, kỳ này chia sẻ 800.000, 800.000 cho bác sưu tầm. Đó, rất yêu thương. Khi chuyển về vấn đề cờ đỏ thì kỳ này nó rụng lá rồi, nó vẫn khỏe nhé. Bởi bữa là bán trên chèo đó. Hôm nay để cho bác nhà mình cái kỳ này 400. Quá yêu thương, quá tuyệt vời. Tiếp theo là đơn số 2 cờ đỏ. Kỳ này chia sẻ cho các bác nhà mình cái giá là 1.000.000. Kỳ số 2 1.000.000. Kỳ số 3 1.800.000. Kỳ số 4 1.500.000. Rất yêu thương thôi, tình thương mến thương. Đó, rất là yêu thương. Rất là yêu thương. Đó. Tiếp theo là vẻ nữ dạ vàng. Rất đẹp, 500.000 cho chậu số 1. Chậu số 2 500.000, rất yêu thương. Chậu số 3 500.000 đồng giá cho bác sưu tầm. Đó, tiếp theo là hoa mai, một mặt bông khá là đẹp. Các bác nên sưu tầm. Chậu số 1 là chia sẻ cho các bác mình là 300.000 nhé. Chậu số 2 300.000. Chậu số 3 400.000. Quá yêu thương luôn. Mặt bông xin nhấn mạnh các bác là cái mặt bông của nó dày, sáp, hoa sen, đẹp nhé. Chơi ít nhưng chất lượng các bác ạ. Chơi ít nhưng chất lượng. Cái bông của nó quá xuất sắc luôn, quá đẹp luôn. Nó đẹp hơn cả sen hồng Hàm Yên gấp bội lần. Sen hồng Hàm Yên chỉ 50 thì nó là 100 luôn. Đấy, cái bông này quá đẳng cấp luôn các bạn. Đó. Về các bác có thể thay sang một cái chậu sứ 15 sang năm, bảo đảm các bác nhé, phê luôn, từ thân lá cho đến mặt hoa. Ở đây thì có một cái 50 trắng Kim Thành. Cái chậu này thì cây này rất khỏe. Hôm nay xả cho các bác mình 400 cho bác sưu tập. Đó, rất yêu thương thôi. Tình thương mến thương. Đó, còn cái bông hoa mai này các bác nghiên cứu kỹ rồi các bác thắng mua. Tiếp tục là thảo chi. Thảo chi thì
chia sẻ cho bác mình 200.000, cho chậu số 1, chậu số 2 200, chậu số 3 200, cho các bác sưu tập. Đó, rất yêu thương, cực kỳ yêu thương các bác, các anh em nhà mình rất là yêu thương. Đó, và em Quang xin chào tất cả các bác.